thuật thở để xả chữa khí rất là hữu hiệu, do sư bà Liên Hoa dạy. Rồi ta để tay như này, vuông góc như này, rồi ấn vào đây tiền ấy. Thì nó này nó kéo giãn cái sống lưng của mình ra, kéo giãn cái thắt lưng này, mình hay bị đè nó xuống, bây giờ nó được kéo giãn. Thế nam thì tay phải, nữ tay trái. Mình để cánh tay ngang vai, mình ấn vào cái chỗ mà đường thở của bên trái này. Mình thở rất mạnh nhé, một mũi thôi. Mình đổi tay, ba lần. Ba lần thở cả hai mũi nhé.